Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ feedback số 5 dành cho tài khoản user. Riêng tài khoản admin thì nó có nhiều quyền quản trị hơn, và nói chung là mình không thể nào mình show vô tài khoản admin cho các bạn gọi được, nên mong rằng các bạn thông cảm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua về tài khoản user, hay nói đúng hơn là mình view cho các bạn về bộ feedback số 5 dành cho user. Rồi đầu tiên là các bạn phải vào trang đăng nhập của bộ Office 365. Lý do là khi mà các bạn có tài khoản Office 365 rồi á, thì các bạn nên vào trang office.com. Các bạn vào đây á, là để các bạn tải bộ download các cái app có trong tài khoản Office 365 của các bạn về, và các bạn cài đặt trên PC của các bạn. Đây là các thao tác ban đầu của một tài khoản Office 365. Mình đang đăng nhập vào một tài khoản Office 365 của công ty của mình. Rồi, đây là cái màn hình chính của bộ Office 365. Khi mà bạn bắt đầu bạn đăng nhập thành công vào, thì nó sẽ có hai giao diện là tiếng Việt và tiếng Anh, tùy theo các bạn chọn. Số 5 thì các bạn nhìn ở bên phía tay phải. Còn đây là các cái app mà có trong bộ Office 365 của Microsoft. Các bạn có nhìn qua được không ạ? Ở trong các app này á, thì có app Outlook, app OneDrive, app SharePoint. Là các app đó là các bạn hay dùng. Đối với tài khoản OneDrive trên bộ Office 365 á, thì các bạn có cái lưu lượng từ 1 TB cho đến 5 TB tùy theo cái bộ Office mà các bạn mua, nó thuộc bộ gì thì nó có lưu lượng thấp nhất là 1 TB và cao nhất là 5 TB. Đây là cái màn hình chính của OneDrive trong bộ Office 365. Nếu như các bạn đã từng coi qua cái video về việc hướng dẫn sử dụng OneDrive một cách hiệu quả, thì nếu như các bạn áp dụng nó vào trong bộ Office 365 trong OneDrive này thì nó cũng thật sự là rất hiệu quả cho các bạn, tại vì lưu lượng của nó sẽ cao hơn so với lưu lượng trên Google Drive, cao hơn rất nhiều. Đây là các app mà vừa nãy mình đã show cho các bạn. Đây là SharePoint. Các bạn muốn tạo mới cũng được. Tại vì khi các bạn tạo mới thì cái quyền của các bạn này, các bạn tạo mới các bạn thấy không? Create với lại Create New Box. Thì nói chung là cái SharePoint này thì nó cho các bạn tự tạo chứ không cần đến quyền admin. Về Microsoft Teams, đây là một trong những tính năng gọi là nó giống như là Viber hoặc là Zalo hoặc là Skype. Thì cái Microsoft Teams này thì nó là sự kết hợp hoàn hảo trong việc quản lý nhóm, phân công việc, nói chuyện hàng ngày vân vân. Nói chung là mình sẽ có một cái video về review bộ Teams, Microsoft Teams cho các bạn. Rồi, đây là Outlook 365. Nó nằm trên trình duyệt web. Thì Outlook thì nó có hai dạng, là Outlook nằm trên trình duyệt web, nay mình còn gọi là Outlook web, và một cái nữa là trên app. Trên app thì nó gồm là trên PC và trên thiết bị thông minh như là điện thoại iPhone hoặc là điện thoại Samsung vân vân. Nói chung là các hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Đây là giao diện của Outlook trên nền tảng website.
Trên đây là gồm có lịch này, rồi có setting này. Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn cho setting này thì các bạn sẽ vào đây của mình. Mình sẽ view Outlook setting cho các bạn thấy. Rồi ở đây thì nói chung là mọi thứ mặc định của Microsoft dành cho người dùng thì nó cũng đã tạm ổn rồi, cho nên mình không có tác động nhiều nữa. Nếu như các bạn muốn đi sâu hơn thì thật sự mà nói, qua thời gian các bạn dùng thì các bạn sẽ thấy được cái nào tiện dụng và cái nào không tiện dụng, thì các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để các bạn trải nghiệm cũng như là các bạn thay đổi nó. Đây mình chú ý các bạn là ở thư mục mail và cái phần Combo and Readly, tức là cái giống như là cái phần chữ ký điện tử của các bạn, chữ ký của các bạn trên thư của các bạn. Các bạn vào đây thì các bạn thay đổi được cái chữ ký của mình, thêm chữ ký của mình ở trong mail của các bạn. Rồi, còn ở đây là cái phần lựa chọn về ngôn ngữ, thời gian, vân vân. Thì nó nằm hết ở trong cái phần General. Rồi các bạn quay lại cái màn hình chính. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tại cái bảng Outlook Password 5 app, thì các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ là hình thành Office thì nó sẽ cho các bạn cho phép các bạn tải về cái bộ Office Password 5 là dùng trên PC. Tại vì cái bộ Office Password 5 app này là nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong vấn đề là quản lý tin tức như là mail, rồi công việc, rồi sử dụng bộ Office 365 như là Word, Excel, Powerpoint, vân vân. Trong thời gian chờ tải cái bản Outlook 365 trên app thì các bạn quay lại cái màn hình chính của Office 365 web. Thì các bạn vào chỗ setting, các bạn kéo xuống tới cái phần là bắt cuộc, trên người do bắt cuộc, thì cái phần bắt cuộc này á, riêng bộ Office 365 thì chỉ có quyền admin, có nghĩa là người quản trị của tài khoản Office 365 mới thay đổi bắt cuộc cho các bạn được, chứ các bạn không thể nào mà các bạn tự thay đổi trên bắt cuộc cho mình được. Đây mình show cho các bạn thấy màn hình chính của My Account. Trong đây nó có tất cả những cái gì mà cần thiết cho một user, nhưng mà về cái phần password thì nó lại không cho mình thay đổi được, nó lại đòi hỏi cái người quản trị tài khoản user. Rồi các bạn chờ nó tải xong về thì các bạn chỉ cần setup xong là các bạn sẽ có một bộ app của Microsoft Word 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tôi nói chào tạm biệt các bạn.